Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Zakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị trong xã hội. Trong tháng 9, đường tài lộc của tuổi Bính Thìn 1976 phượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của người tuổi Bính Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi chuyện hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Cụ thể, vận trình của người tuổi Bính Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch? Mời quý vị cùng các bạn theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn 1976 có mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng, đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có uy quyền trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Thìn sinh năm 1976 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận đã khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn dễ sa ngã, khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp canh Dương Kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Bính Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ, nhưng điều cốt lõi cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tháng này, công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư, kinh doanh khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, về điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đảng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe trong tháng khá là bình ổn, cơ thể dù đau yếu cũng nhanh hồi phục. Cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện, tăng cường sức đề kháng thì không cần lo lắng tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần và sức khỏe. Các gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh, tuổi Bính Thìn duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Gia chủ may mắn có những người thân, bạn bè luôn kề vai, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những bạn mới trong những buổi học hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành Hòa Cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Sậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9 năm 2022, tức 30 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9, tức ngày 23 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.